Canon. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhật Bản ngày nay. Tôi là Maki Arai và tôi là Makiko Uchida. Hàng tuần, ngay từ trường quay tại Tokyo, chúng tôi mang đến cho quý vị các tin tức mới nhất về Nhật Bản, từ kinh tế, văn hóa cho đến ẩm thực. Nếu quý vị muốn tìm hiểu những điều đang diễn ra tại Nhật Bản, thì đây chính là chương trình mang đến cho quý vị những thông tin đó. Bảng xếp hạng Nhật Bản ngày nay. Chúng tôi xin mang tới quý vị thông tin bảng xếp hạng Nhật Bản ngày nay, nơi chúng tôi xếp hạng những sản phẩm và dịch vụ nổi nhất trong nước. Chủ đề của hôm nay là video games. Cô Arai, cô có chơi trò chơi điện tử video game không? Hồi còn bé thì tôi có chơi game, nhưng bây giờ thì thi thoảng mới chơi thôi. Nhưng khi tôi đi tàu, tôi thấy có rất nhiều người chơi game trên điện thoại thông minh. Còn chị thì sao? Chị có chơi game không? Bây giờ thì không, nhưng cũng giống như cô đấy. Hồi bé tôi có chơi. Và tôi còn là thành viên của một mạng game nữa đấy. Chúng tôi chơi với nhau. Hẳn là rất vui. Đúng vậy. Theo một nghiên cứu trực tuyến về những người ở độ tuổi cuối tuổi vị thành niên trở lên, 30% người được hỏi trả lời rằng họ chơi game khoảng 30 phút một ngày. Và xếp hạng các thiết bị họ dùng để chơi game là như thế này. Nhìn chung, máy vi tính là thiết bị phổ biến nhất. Tiếp theo là bộ máy game ở quán game. Thứ ba, đó là bộ máy game di động mang theo bên người và điện thoại thông minh. Có sự khác biệt nào giữa các nhóm tuổi không? Vâng, các nhóm trẻ tuổi hơn thường dùng các bộ máy game di động, máy game ở quán game và điện thoại di động thông minh. Trong khi đó, khoảng 60% người trên 40 tuổi và 70% người trên 50 tuổi lại thường dùng máy vi tính. Rất là thú vị. Mặc dù điện thoại thông minh đang đứng ở vị trí thứ tư, nhưng số người dùng điện thoại thông minh tăng lên cũng góp phần tăng trưởng thị trường game đúng không? Đúng rồi. Gần đây, các trò chơi điện tử mạng xã hội trên điện thoại di động phát triển rất nhanh. Người dùng có thể chơi game chỉ bằng cách tải về một ứng dụng, và số người dùng trẻ tuổi đang tăng lên. Trong tương lai, các game mạng xã hội được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển và trở thành mối đe dọa tới sự tồn vong của các bộ máy game chuyên dụng. Bên cạnh các game mạng xã hội, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một công ty game hiện đang phát triển nhiều loại game mới để tăng doanh thu. Từ Mobile Suit Gundam đến Pac-Man, các siêu chiến binh Nhật Bản đang trong công cuộc tấn công. Cảm giác như thể bạn đang thực sự dùng bộ điều khiển của buồng lái di động vậy. Chúng tôi tìm hiểu thế giới với sự phát triển nhanh của việc phát triển game trên điện thoại di động. Thứ đang được phát triển không hề giống với bất kỳ game nào trước đây. Khi mới bắt đầu, nó giống như là quản lý một cửa hàng tiện lợi vậy. Với phương pháp tạo ra những game gây nghiện, ngành này hiện đang tạo ra cơ hội kinh doanh mới với nhiều lĩnh vực trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi có được nó rồi. Từ một khu giải trí trong thành phố phát ra âm thanh ồn ào. Đó là một game âm nhạc có tên Taiko, tay trống bậc thầy. Cách chơi rất đơn giản, chọn một loạt ca khúc rồi đánh nhịp vào một chiếc trống taiko. Sản phẩm này đã bán được 4.000 bộ, một con số quá ấn tượng bởi bán được 4.000 bộ đã được coi là một thành công lớn. Mỗi tuần tôi từng chơi game tối đa hết khoảng 100 đô la. Hình ảnh biểu tượng của game này là một nhân vật do chính công ty tạo ra. Hiện họ đang tập trung giới thiệu nhân vật này với rất nhiều ứng dụng game khác nhau. Ban đầu chúng tôi sản xuất game cho các khu giải trí, rồi mở rộng sang làm các phần mềm home, ứng dụng điện thoại thông minh và đồ chơi. Phiên bản của tay cầm game có tên Wii U là một chiếc điều khiển hình trống để đánh vào nó, giống như đang chơi trống ở một khu giải trí vậy. Đây là phần mềm 3DS Nintendo, có thể chơi nó mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại di động, có tốc độ đặc trưng, tương ứng với 3DS. Chúng tôi cũng phát triển một ứng dụng cho iPhone và iPad. Nếu chơi game này trên máy tính bảng và điện thoại thông minh, bản ứng dụng đầu tiên được tải về miễn phí.
Nếu bạn muốn thêm các ca khúc, thì mỗi bài có giá khoảng $1. Smartphone use is growing at a fast pace. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, dễ dàng chơi mọi lúc. Vì vậy, chúng tôi có thể mở rộng cơ sở khách hàng của mình. Sự phát triển số lượng điện thoại thông minh có một ảnh hưởng lớn đến ngành công nghiệp game. Các ứng dụng game trên di động đã lan tràn nhanh chóng, với thị phần khoảng $6 tỷ. Hiện nay, các ứng dụng game chiếm hơn 50% tổng thị trường game. Nhìn vào xu hướng thị trường và người tiêu dùng hiện tại, các game trên di động rất mạnh. Chúng tôi phải dự báo và phát triển các game trên di động. Công ty này là một trong số những người đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực game trên di động. Đây là văn phòng phát triển một game đua xe trên điện thoại thông minh. Chúng tôi lần lượt làm ra từng chiếc xe và các chặng đua để tạo ra dữ liệu ô tô 3D. Mô hình được tạo ra bằng các đường kẻ như một chiếc khung thép. Mỗi chiếc bắt đầu như thế này. Sau đó chúng tôi bổ sung ngoại thất. Nhưng có những điểm cần cân nhắc khi phát triển các ứng dụng game cho điện thoại. Phong cách này khác với chơi game trên các bộ máy game tại nhà. Chúng tôi phải làm nó phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật về kích thước của điện thoại thông minh. Game này phải dễ nhìn và dễ điều khiển. Lượng thông tin có sẵn phải hạn chế. Đây là kết quả cuối cùng. Hình ảnh rất là rõ nét. Không khó để tôi có thể chơi được chỉ với một ngón tay. Chặng đua diễn ra trong hơn 30 giây, giúp dễ dàng chơi trong khi đang ngồi trên tàu. Chiến lược rõ ràng và hiệu quả, vì chỉ trong 8 tháng, nó đã có 2 triệu lượt tải về. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất là sau khi game được tung ra. Chơi miễn phí, nhưng bạn càng đua nhiều thì càng cần thêm những thứ như xăng chẳng hạn. Nếu bạn mua khoảng $1 xăng, bạn có thể tiếp tục chạy êm. Nếu bạn mua sổ số, bạn có thể sở hữu xe và linh kiện tốt hơn. Chúng tôi nhận tiền, còn khách hàng thì được vui vẻ với game. Doanh số tăng nhanh nhờ hệ thống bán các hàng hóa này. Họ cũng phân tích xu hướng hàng ngày của các người tiêu dùng và tổ chức rất nhiều sự kiện và chiến dịch khác nhau. Bán game cũng như điều hành một cửa hàng tiện lợi vậy. Khách hàng đến 24 giờ 7 ngày và chúng tôi thay thế các loại hàng hóa bán chạy nhất, đồng thời loại bỏ những hàng hóa ít được ưa chuộng để khách hàng quay lại. Sự đa dạng về các kỹ năng và mô hình kinh doanh 24 giờ này giúp các game điện thoại này nổi tiếng. Chúng tôi có 4 loại game đua xe khác nhau. Các nhân viên công ty đang thuyết trình, nhưng có vẻ đó không phải là về một sản phẩm mới. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất hay nếu mở rộng nhượng quyền của công ty các anh trên toàn cầu một cách mới mẻ. Họ đang trình bày với một công ty kinh doanh ô tô đã qua sử dụng. Thực tế, công ty này đang trong quá trình đổi mới hệ thống tìm kiếm khách hàng của kho ô tô đã qua sử dụng. Họ chọn công ty game này như một đối tác phát triển tiềm năng. Khi xem trang về hệ thống hiện tại, nó chứa nhiều thông tin chi tiết, nhưng công ty muốn làm nó dễ hiểu hơn để khách hàng dễ dàng tìm kiếm. Quá trình tạo game đã thu hút sự chú ý của họ. Chúng tôi đang cân nhắc cách để giúp khách hàng chọn lựa, tìm hiểu về ô tô một cách thú vị hơn và tập trung vào việc tìm kiếm. Game tạo ra một thế giới độc đáo riêng. Chúng hấp dẫn từ các kỹ năng thú vị và tạo ra một thế giới tưởng tượng, chỉ tập trung hoàn toàn cho game đó mà thôi. Đây là một ví dụ của hình ảnh khi người chơi nhận một chiếc ô tô mới trong game này.
Họ hy vọng sẽ tạo ra một thế giới độc đáo để khách hàng lạc vào đó khi họ đang tìm kiếm một chiếc ô tô. Họ tạo ra một câu chuyện khi họ tìm mua xe hơi. Khách hàng đạt mục đích là đạt được những nhu cầu, cũng giống như trong game. Chúng tôi hỏi công ty ô tô đã qua sử dụng, họ đánh giá thế nào về dịch vụ của công ty game. Bạn có thể học bằng cách tự thử mà không cần phải đọc hướng dẫn. Bằng cách tham gia vào quá trình đó, bạn có thể áp dụng những điều đã học được khi mua hay tìm kiếm xe hơi. Và các chương trình đào tạo quả là một ý tưởng rất sáng tạo. Đúng vậy. Phương pháp này cũng được dùng làm thành chiến lược bán ô tô. Game hiện đang được dùng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là những lĩnh vực nào? Ví dụ, game còn được dùng trong các lĩnh vực hướng tới thị trường dân số già. Tôi nghĩ rằng ai cũng cho rằng game chỉ dành cho trẻ em và thế hệ trẻ. Nhưng điều này đang thay đổi để phục vụ xã hội lão hóa, có phải không? Đúng vậy. Các khu giải trí, nơi người trẻ thường đến chơi, hiện đang gặp khó khăn vì số lượng trẻ em giảm và sự tăng lên của các game mạng xã hội. Mặt khác, họ đang chuyển sang thị trường hướng tới người lớn tuổi, những người có nhiều thời gian và tài chính hơn. Vậy chiến lược của các khu giải trí là gì để thu hút các cư dân lớn tuổi hơn? Họ có các lớp học cho người lớn tuổi, những người bắt đầu chơi game. Họ cung cấp các dịch vụ cà phê miễn phí và thậm chí còn có cuộc thi game dành cho người lớn tuổi để con cháu xem và cổ vũ. Tôi hiểu rồi. Vậy bên cạnh các khu giải trí, còn có khu vực nào trong ngành game hướng đến thị trường người lớn tuổi không? Có chứ. Các trung tâm phúc lợi công cộng dành cho những công dân lớn tuổi. Các cơ sở của họ là các máy game. Ví dụ như các bài hát mà quen thuộc với người lớn tuổi được tích hợp trong game như là tay chống bậc thầy này mà chúng ta đã xem, và còn dùng cho các dịch vụ chăm sóc hàng ngày để cải thiện sức khỏe của họ nữa. Vậy là dân số lão hóa đang trở thành một cơ hội kinh doanh mới cho ngành này. Đúng vậy. Sau khi các bộ máy chơi game tương tác mất đi vị thế cạnh tranh, ngành công nghiệp game đã gặp rất nhiều khó khăn. Hiện họ đang hy vọng rằng dân số lớn tuổi sẽ trở thành cơ sở người tiêu dùng mới. Và thông tin trên đã khép lại mục bảng xếp hạng Nhật Bản ngày nay. Sau ít phút giải lao, chúng tôi gửi tới quý vị một chương trình phim tài liệu rất nổi tiếng. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Pocari Sweat để bổ sung nước và ion, giúp bạn luôn khỏe mạnh và sảng khoái. Pocari Sweat, sản phẩm từ công ty dược Nhật Bản. Pocari Sweat đem lại sức khỏe và cuộc sống vui tươi. Mitsubishi Electric is helping to change the environment for the better around the world. Green subway systems in India. Green solar power systems in Singapore. Sistem AC ramah lingkungan di Indonesia. Eco changes for a greener tomorrow. Mitsubishi Electric. Let's enjoy Japan. Wonderful. I knew you'd like this. You know me so well. Where to next? Golf. Wonderful. Japanese garden. That's wonderful too. Onsen with a Fujisan view. Wonderful. Let's go then. いらっしゃいませ. Wonderful. Incredible. Smiles ahead. Cebu Group. Omron is a company like no other. It defines expectations. Because engineers are constantly working on something new. Machines that are attuned to the way people think and move. Therein lies technology that will one day help the future. We automate. Omron.
Quý vị đang xem chương trình Nhật Bản ngày nay. Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các chương trình phim tài liệu nổi tiếng. Hôm nay, từ Giấc mơ Nhật Bản của đài TBS, chúng tôi giới thiệu một nhà nghiên cứu về giấc ngủ. Cô Arai, cô đã bao giờ nghe nói tới một bệnh gọi là chứng ngủ rũ chưa? Tôi không biết tên gọi đó, nhưng tôi đoán đó là bệnh liên quan tới rối loạn giấc ngủ. Đúng vậy, chứng ngủ rũ là một chứng rối loạn giấc ngủ, là nguyên nhân của những giấc ngủ bất ngờ và ngủ quá nhiều, bất kể thời gian, địa điểm. Nếu mọi người không kiểm soát được thời điểm ngủ, ở trường hay ở sở làm, thì nó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày của họ. Đúng rồi, thường họ thức dậy sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên, dù lúc đầu họ cảm thấy tỉnh táo hơn, vài giờ sau, một giấc ngủ khác lại tấn công. Với những người không biết về chứng rối loạn này, họ hiểu sai rằng người đó lười hoặc không năng động. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một công trình nghiên cứu của một nhà nghiên cứu đang nỗ lực để giúp những người mắc chứng bệnh này. Câu hỏi nhanh, bạn ngủ có ngon không? Tôi thấy tôi thường ngủ không ngon. Tôi đã từng phải dùng thuốc ngủ. Cứ một trong năm người Nhật phải chịu chứng mất ngủ. Có được một giấc ngủ ngon là một mối quan tâm lớn. Tại sao con người ngủ? Không một nhà khoa học nào trên thế giới có thể trả lời câu hỏi đó. Nếu chúng ta khám phá được bí ẩn này, mọi người sẽ có thể ngủ yên. Một dự án quốc gia quy mô lớn đang được tiến hành. Masashi Yanagisawa là một nhân vật chủ chốt trong dự án này. Ông là một nhà khoa học tài năng và là một nhân vật tiềm năng được đề cử giải Nobel và đã trở thành người đầu tiên trên thế giới phát hiện ra chất kiểm soát giấc ngủ của chúng ta. Ông muốn thế giới được ngủ ngon mỗi đêm. Chúng tôi theo chân ông khi ông đang theo đuổi giấc mơ chưa kết thúc của mình. Tôi có một ước mơ. Chúng tôi có một ước mơ. Mọi người đều trải qua sự mệt mỏi suốt ngày. Nhưng ngủ ngáy cũng có lúc có hại. Một số người ngủ liên tục suốt ngày, bất kể thời gian hay địa điểm. Đó là một bệnh có tên là chứng ngủ rũ. Ở Nhật Bản, có 200.000 người bị bệnh này. Tôi cố để không bị buồn ngủ, nhưng tôi không thể dậy nổi. Tôi thực sự thấy xấu hổ vì sự lười biếng của mình. Nhưng đó là một điều rất khó. Yanagisawa đang cố gắng chiến thắng chứng ngủ rũ. Chứng bệnh này vẫn còn là một bí ẩn suốt 120 năm qua. Nghiên cứu được thực hiện ở Mỹ. Trung tâm dược Southwestern của Đại học Texas là một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng thế giới, nơi có 6 người đoạt giải Nobel. Có hai giai đoạn ngủ, không REM khi não nghỉ ngơi và REM khi não hoạt động. Giấc ngủ bình thường bắt đầu từ khi còn thức cho đến khi não nghỉ ngơi, rồi vào trạng thái não hoạt động. Nhưng não đi từ tỉnh táo thẳng vào trạng thái não hoạt động, đó là quá trình bất bình thường. Các bệnh nhân ngủ rũ có quá trình ngủ hoàn toàn khác. Thông thường, các giai đoạn não không hoạt động và não hoạt động diễn ra theo chu kỳ 90 phút. Những chu kỳ này cực kỳ bất quy tắc. Não không thể nghỉ ngơi và gây kiệt sức. Điều gì gây ra chứng mất ngủ như vậy? Giấc ngủ liên quan sâu sắc tới não bộ. Yanagisawa tin rằng chìa khóa để giải mã nằm trong cấu tạo hóa học của não.
Sau 3 năm, ông đã tìm ra bí mật được bộ não ẩn giấu. Đây là orexin. Tôi phát hiện rằng nếu như bị mất chất này, sẽ xảy ra chứng ngủ rũ. Tôi muốn tạo ra một loại thuốc ngăn điều này lại. Orexin mà ông phát hiện ra là một chất kiểm soát giấc ngủ. Lượng tiết ra của mỗi người trong suốt đời người là rất nhỏ. Nhưng nếu không đủ, nó có thể gây ra chứng ngủ rũ. Đó là một bước tiến lớn đến việc vén chiếc màn bí mật của giấc ngủ. Yanagisawa đang được cân nhắc cho giải Nobel. Tôi không ngại khi làm điều gì đó khác lạ. Khác biệt có thể dẫn đến một điều gì đó thú vị. Đó là cách làm việc tôi muốn. Không sợ khác biệt với người khác cho phép ông khám phá lãnh thổ chưa biết đến. Khi còn là một sinh viên dược năm thứ hai, ông ấy phát hiện ra một chất gây huyết áp cao. 2 năm sau, Yanagisawa nhận được một lá thư. Hãy đến làm việc tại đại học chúng tôi. Đó là lời đề nghị từ 2 nhà khoa học đoạt giải Nobel. Lúc đầu tôi không hào hứng lắm, nhưng ít nhất đó là một điều tuyệt vời. Ông đã chuyển tới Mỹ và 7 năm sau, ông phát hiện ra orexin. Lúc đó, ông nghĩ nó kiểm soát chứng béo phì. Để xác định những hiệu ứng của nó với việc kiểm soát chứng béo phì, ông đã tiến hành một thí nghiệm hơn 6 tháng cho chuột ăn các bữa ăn giàu calo. Con chuột bình thường sau đó bị mắc béo phì, nhưng con chuột nhận orexin giữ được cân nặng gần như không thay đổi trong suốt thời gian thí nghiệm. Điều Yanagisawa tìm ra là orexin là một chất ức chế bệnh béo phì. Nhóm nghiên cứu của ông nghĩ rằng họ có thể bào chế ra được một phương thuốc để trị bệnh béo phì, nhưng ông lại nhìn mọi thứ hoàn toàn khác. Orexin được tiết ra từ vùng não, chịu trách nhiệm quản lý những nhu cầu cơ bản của cơ thể. Liệu nó có thể đóng một vai trò quan trọng hơn không? Bên trong chiếc hộp này là những hồ sơ lưu lại quá trình thí nghiệm. Có vô số cuộn băng, có những cảnh quay, những thay đổi diễn ra trong con chuột không được dùng đến orexin. Bốn tuần sau khi bắt đầu thí nghiệm, ông khám phá ra một sự thay đổi trong con chuột đó. Con chuột đang rất nhanh nhẹn, bỗng ngừng hoạt động. Rồi nó trở nên nhanh nhẹn trở lại sau một thời gian ngắn. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một cơn động kinh. Đầu tiên, ông kiểm tra dữ liệu sóng não của con chuột đó. Hàng nghìn giờ dữ liệu cho thấy không hề có dấu hiệu lên cơn. Nhưng trong lúc nghiên cứu các ảnh hưởng của orexin, Yanagisawa bỗng nảy ra một ý tưởng. Nếu đó là vì con chuột đang ngủ thì sao? Tôi đã đặt nghi vấn về một cơn động kinh, nhưng khi thấy rõ là không phải, thì tôi nhận ra rằng đó là một dạng giấc ngủ bất thường, giấc ngủ hoàn toàn không theo dự định. Nói cách khác, ông đã phát hiện ra rằng orexin không chỉ ức chế chứng béo phì, mà còn chịu trách nhiệm kiểm soát giấc ngủ.
Đây là phương thức hoạt động của Orexin. Ban ngày và những lúc đói, não tiết ra orexin làm cho chúng ta thức. Ban đêm và khi no bụng, việc tiết chất này bị hạn chế, chúng ta nhận được các dấu hiệu buồn ngủ. Yanagisawa phát hiện ra rằng mức độ orexin trong các bệnh nhân mắc chứng ngủ rũ là cực kỳ thấp. Cứ 5 người Nhật thì một người đang có vấn đề với giấc ngủ. Chứng ngủ rũ là một trong những vấn đề giấc ngủ nghiêm trọng nhất. Cơ thể không thể kiểm soát thời gian và địa điểm ngủ. Bệnh nhân kể: tôi chỉ có thể mặc những bộ đồ màu đen vì tôi đặt một chiếc kim cho mỗi bàn tay để nó chích cho tôi tỉnh nếu tôi quá buồn ngủ. Chảy máu nên tôi chỉ có thể mặc đồ màu đen. Yanagisawa đã mời một người bị mắc chứng ngủ rũ tới phòng thí nghiệm của mình. Đó là cô con gái của một người bạn. Mọi người xung quanh giúp đỡ hoặc lo lắng cho tôi, mà tôi không thể đáp lại. Tôi không hiểu tại sao tôi lại lười biếng đến như vậy. Cô bé đã mắc chứng ngủ rũ 5 năm. Cô đọc những dòng nhật ký viết về nỗi đau của mình. Tôi còn không thể nào thức dậy được. Lúc nào tôi cũng bị muộn. Tôi ngủ ngay khi về nhà, nhưng vẫn không thể thức dậy vào sáng hôm sau. Tôi lúc nào cũng ngủ say ở trong lớp. Và sau một năm, tình hình càng tệ hơn. Không ai để ý là tôi bị bệnh. Ngay cả tôi cũng không biết. Tôi nghĩ tình trạng đó cũng lạ, nhưng tôi lại quá chủ quan. Giấc ngủ không còn là người bạn của tôi nữa. Nó cũng không còn là anh hùng, giúp tôi quên đi những điều mệt mỏi, mà là một con quỷ đang ăn mòn tôi. Câu nói thật đau đớn. Một con quỷ đang ăn mòn tôi. Nó phản ánh rất sinh động và chân thật cảm giác của cô. Bốn năm sau, Yanagisawa bắt đầu lại tại Nhật Bản. Ông bắt đầu phát triển một phương thuốc dùng để trị chứng ngủ rũ. Thuốc này dùng orexin mà ông đã phát hiện ra khi ở Mỹ. Chính phủ đã rót cho dự án này 100 triệu đô la. Có 100 các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã được kêu gọi tham gia nhằm khám phá những bí mật phía sau giấc ngủ. Yanagisawa đang giới thiệu với cô về phòng thí nghiệm, nơi thuốc đang được phát triển để cô có thêm động lực. Tế bào thần kinh tạo ra orexin trong não của cô ấy đang chết dần. Nếu chúng tôi có thể tạo ra một chất hoạt động giống với orexin, nó có thể bù đắp sự thiếu hụt đó. Đây là hình ảnh mô hình orexin. Nó kết hợp như vậy. Nỗi lo lắng của tôi đã từ từ vơi bớt. Và khi nhìn thấy những gì họ đang làm ở đây, tôi cảm thấy tràn đầy hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể thức dậy bình thường. Tôi rất vui. Xin cảm ơn. Một loại thuốc giúp tiêu diệt những con quỷ giấc ngủ của cô cuối cùng cũng sẽ được tạo ra. Tôi xin đại diện cho bệnh nhân. Sẽ rất vui nếu họ có thể phát triển được loại thuốc chữa tận gốc bệnh này. Xin cảm ơn rất nhiều về những nỗ lực của bác sĩ, nên tôi có thể sống như thế này. Tôi sẽ rất biết ơn và có động lực nếu như ông tiếp tục chiến đấu cho chúng tôi. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin cảm ơn.
Tạo ra một loại thuốc mới là rất khó khăn và thường mất đến 10 năm là sớm nhất. Tuy nhiên, tôi muốn tiếp tục tiến đến mục tiêu đó. Tôi hy vọng họ sẽ luôn hy vọng và sẵn sàng chiến đấu với căn bệnh của mình. Bây giờ thì tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Những người bị chứng ngủ rũ thường bị cho là lười hoặc không năng động. Chúng ta nên hiểu và thông cảm cho họ hơn. Tôi không biết rằng orexin, một chất từng được cho là kiểm soát béo phì, cũng liên quan mật thiết đến giấc ngủ. Đúng vậy. Trong lĩnh vực nghiên cứu giấc ngủ, rất ít điều được phát hiện. Thậm chí cả hiện tượng tâm lý cơ bản là tại sao động vật ngủ và cảm thấy buồn ngủ vẫn còn là một bí ẩn. Giáo sư trong phóng sự trên nói rằng việc phát triển loại thuốc mới sẽ mất 10 năm. Tôi nghĩ rằng những người mắc bệnh này hẳn sẽ rất nóng lòng chờ đợi loại thuốc mới để được tạo ra. Đúng vậy. Ngoài chứng ngủ rũ, orexin đang kích hoạt còn có thể giúp chữa các bệnh thuộc về tâm thần với các chứng rối loạn giấc ngủ, ví dụ như bệnh trầm cảm. Nó thậm chí còn có thể giúp các vấn đề như là lệch nhịp sinh học do lệch múi giờ và làm ca đêm nữa. Hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ giúp giảm số người mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Sau ít phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại với một chương trình kinh tế nổi tiếng, Thứ Hai Gachiri. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình. Mitsubishi Motors. Atteしない ao no muko e mokutachi no mirai wa hirogaru beautiful day kimi to boku. Uống Pocari Sweat để bổ sung nước và ion giúp bạn luôn khỏe mạnh và sảng khoái. Pocari Sweat, sản phẩm từ công ty dược Nhật Bản. Pocari Sweat đem lại sức khỏe và cuộc sống vui tươi. What's in your mind? Inspiring young minds to dream big. Children are the future. Mitsubishi Corporation is helping to put a smile on these children's faces through various projects in Japan and all over the world. Tomorrow never ends with you. Ôi giời, xe cộ đâu mà lắm thế? Này, thế ông đã nghe chưa? Công ty Nhật Kobeco đang ra sức sản xuất các loại xe nhẹ hơn đấy. Thế nghĩa là thế nào? Kobeco sử dụng công nghệ thép và nhôm để cho ra đời phụ tùng và thân xe nhẹ hơn ở nhiều nước. Nhật là phải thế chứ. Đất nước của môn karate. Ha, ha, ha. Sao lúc nào ta cũng làm thế nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Vang danh khắp thế giới của Kobeco. Quý vị đang xem chương trình Nhật Bản ngày nay. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị một tập trong chương trình Kinh tế Nhật Bản Thứ Hai Gachiri của đài TBS. Chủ đề hôm nay là doanh nghiệp thương mại đa lĩnh vực. Cô Arai, cho tôi hỏi, cô có biết về pivot không? Pivot là một thuật ngữ dùng trong bóng rổ. Nó là từ chỉ kỹ thuật một chân đứng làm trụ và dùng chân kia để thay đổi hướng.
Đúng rồi. Chúng ta có thể hiểu như thế này. Pivot là hành động xoay đổi hướng trên một chân. Nhưng thuật ngữ này cũng được dùng trong giới doanh nghiệp khi nói về một công ty thay đổi hoàn toàn hướng mô hình kinh doanh và bước vào một lĩnh vực hoàn toàn khác. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những công ty không chỉ thành công trong lĩnh vực gốc của mình, mà còn thành công trong những lĩnh vực hoàn toàn khác. Gần đây, ngày càng nhiều công ty bắt đầu kinh doanh các lĩnh vực hoàn toàn khác với chuyên môn của họ. Hôm nay, chúng tôi sẽ tìm hiểu những công ty sử dụng kiến thức hiện có để tham gia các dạng lĩnh vực khác. Một nhà sản xuất thiết bị âm thanh chuyên về tai nghe tham gia kinh doanh sushi. Một công ty phim chụp ảnh dùng 80 năm nghiên cứu của mình để sản xuất các sản phẩm cho phụ nữ. Đây là collagen. Và một công ty liên quan về đại dương lại sản xuất một sản phẩm giữ ấm chân. Đầu tiên chúng tôi đến thăm công ty thiết bị âm thanh ở Tokyo. Họ bán tai nghe và micro cho dàn karaoke. Nhưng ngày nay, họ đang tham gia vào một lĩnh vực khác. Nó đây. Nó là cái gì vậy? Cơm được cho vào trong thiết bị này. Khi quay tay cầm, các cuộn cơm rơi xuống phía dưới. Cơm này là để làm sushi. Dù lĩnh vực chính của họ là liên quan đến thiết bị âm thanh, họ vẫn tham gia một lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Đó là máy cuộn cơm sushi. Sản phẩm chính của chúng tôi đây. Nó to hơn hẳn. Robot sushi này được dùng trong các cửa hàng như các siêu thị lớn và các nhà hàng sushi băng truyền. Chúng tôi đã đến thăm một nhà hàng sushi băng truyền để xem tận mắt. Và nó đây, cơm sushi lần lượt đi ra. Dù lĩnh vực này hoàn toàn khác với chuyên môn của họ về thiết bị âm thanh, họ hiện là cổ đông lớn thứ hai trong công ty máy cơm sushi này. Họ đã tham gia lĩnh vực sushi như thế nào? Năm 1982, đĩa CD bắt đầu phổ biến. Chúng tôi dự đoán rằng thời đại của kim đầu đọc máy quay đĩa đã kết thúc. Từ khi thành lập công ty năm 1962, họ chỉ tập trung vào việc sản xuất thiết bị âm thanh, đặc biệt là đầu đọc gắn kim dành cho máy quay đĩa than. Tuy nhiên, khi đĩa CD tấn công thị trường, họ đối mặt với khủng hoảng. Lúc đó, chúng tôi đều nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối lớn. Họ tổ chức nhiều cuộc họp để đưa ra các ý tưởng, cách cứu công ty và suy nghĩ xem loại sản phẩm nào có thể làm được bằng các linh kiện chính xác như các kim máy quay đĩa than. Đó chính là lúc họ nảy ra ý tưởng về chiếc máy làm cơm sushi. Chúng tôi đã dùng công nghệ của mình khi làm các linh kiện thiết bị âm thanh từ khuôn đúc kim loại để làm ra từng phần của chiếc máy này. Lúc đầu, chiếc máy được bán cho hộ gia đình dùng, nhưng sau đó trở nên phổ biến trong các quầy sushi băng truyền. Rồi các chiếc máy công suất lớn trở thành một thành công lớn. Chiếc máy này dùng các công nghệ tinh tế tương tự như máy quay đĩa vậy. Chúng tôi cố tình làm nó giống như một chiếc đĩa hát. Nó giúp mật độ hạt cơm phân bố đều và thời gian khâu cuộn cuối cùng quyết định lượng không khí bên trong. Bí mật đằng sau việc giữ cho cơm mềm nằm ở bên trong các bánh xe này. Nếu cơm bị ép quá nhanh, nó sẽ bị cứng. Bằng cách thay đổi tốc độ của bánh xe, độ cứng của cuộn cơm có thể thay đổi. Chiếc bánh xe trên cùng quay sau chiếc bánh xe dưới cùng. Vừa đủ mềm cũng được. Cơm sushi với số lượng không khí bên trong vừa đủ tạo nên một miếng cơm vừa và mềm. Công nghệ được dùng cho các thiết bị âm thanh được chứng minh là cũng hữu ích cho ngành sushi.
Tiếp theo, chúng tôi đến thăm một công ty ở tỉnh Oita. Biển báo lặn, hẳn là nó liên quan đến biển. Họ đang dùng một ngôi trường trung học cũ làm nhà máy. Hãy xem họ đang sản xuất gì. Xin lỗi để các bạn phải chờ. Công ty ông sản xuất đồ bơi phải không? Đúng vậy. Lĩnh vực chính của họ trong suốt 30 năm qua là làm đồ bơi, như những bộ đồ mà các vận động viên lướt ván mặc. Tên công ty là Hemet Diving, có nghĩa là những bộ đồ lặn che kín cả đầu. Hãy tìm hiểu lĩnh vực khác mà công ty này tham gia. Xin chào. Xin mời vào. Mọi người đang làm việc với máy khâu. Đây là sản phẩm chính của chúng tôi. Nó là gì? Đó là chai nước nóng. Chai nước nóng. Chai nước nóng dùng làm thiết bị giữ ấm. Vật liệu cao su được dùng cho các bộ đồ bơi có các bong bóng không khí bên trong, tạo ra sự cách nhiệt. Các chai nước nóng được làm bằng vật liệu này trở nên nổi tiếng và từ năm 2007, họ đã bán hơn 60.000 chiếc với doanh thu 6 triệu đô la. Các chai nước nóng được làm bằng cùng một loại vật liệu và kỹ thuật may khi làm đồ bơi. Chúng tôi đảm bảo rằng sẽ làm ra những chai nước nóng chất lượng tốt. Cần có kỹ thuật chuyên môn cao mới may được bề mặt của vật liệu này để nước không bị dò ra ngoài. Máy móc rất khó để may vật liệu mềm như thế này. Tuy nhiên, cách làm hiện tại của chúng tôi có thể mang lại những sản phẩm tốt. Vật liệu mềm nên có thể làm được nhiều loại chai nước nóng khác nhau, như loại làm ấm cổ này, một dạng gối làm ấm khi ngồi, và thậm chí loại dép lê cho chân. Những sản phẩm này được dùng phổ biến bởi những người nhạy cảm với cái lạnh. Tiếp theo, chúng tôi đến thăm một công ty ở Osaka. Lĩnh vực chính của họ hiện nay là các sản phẩm chăm sóc răng miệng, như là kem đánh răng. Xin chào. Nhưng không hẳn như vậy. Chúng tôi bắt đầu lĩnh vực chăm sóc răng miệng sau lĩnh vực chuyên môn gốc của mình. Các sản phẩm chăm sóc răng miệng này là lĩnh vực chính của họ, nhưng lúc mới khởi nghiệp thì không phải như vậy. Xin chào. Thực ra, dòng sản phẩm ban đầu của chúng tôi là các linh kiện xe đạp. Công ty này bắt đầu là một nhà sản xuất linh kiện xe đạp vào năm 1932. Nhưng hiện chỉ còn 10% doanh thu của họ đến từ lĩnh vực liên quan đến xe đạp. Bí mật phía sau sự thay đổi lĩnh vực kinh doanh bắt đầu tại chính nhà máy. Hãy xem cái này ở đây. Nó là cái gì? Đây là quá trình cho kem vào tuýp. Nó làm giống như khi cho vào các tuýp kim loại đựng keo sửa bánh xe đạp. Sự thay đổi trong tư duy mang đến cho chúng tôi cơ hội thay thế bằng kem đánh răng vào. Trước đây, công ty sản xuất keo sửa bánh xe đạp đựng trong tuýp bằng kim loại. Nhưng sau đó, loại keo đựng trong hộp trở nên phổ biến hơn, vì thế họ dư thừa nhiều tuýp kim loại. Vậy là họ quyết định dùng tuýp đựng keo thành tuýp đựng kem đánh răng. Lúc đó, nhu cầu kem đánh răng ở Nhật đang tăng, nhưng không có nhiều công ty bước vào lĩnh vực này. Hầu hết kem đánh răng năm 1946 là dạng bột, và kem đánh răng trong tuýp kim loại vẫn rất hiếm. Người sáng lập công ty chúng tôi đã làm một số nghiên cứu thị trường và nảy ra ý tưởng bơm kem đánh răng vào tuýp. Ông ấy nghĩ rằng lĩnh vực này sẽ biến nó trở thành trụ cột thứ hai của công ty chúng tôi.
Lĩnh vực tuyết kem đánh răng bắt đầu bằng cách dùng những ống kim loại thừa. Nó tiếp tục phát triển và đóng góp hơn 50% doanh thu. Tiếp theo, chúng tôi đến thăm một trung tâm nghiên cứu ở Kanagawa, nổi tiếng về sản xuất phim máy ảnh. Công ty phim này tạo ra một sản phẩm chăm sóc da rất được phụ nữ ưa chuộng. Đây là cách công ty phim này và mỹ phẩm liên quan đến nhau. Bạn nghĩ đây là gì? Thạch phải không? Thạch vị chanh. Nó dai và mềm. Đây là collagen. Thật khó mà hình dung được sự liên quan. Nhưng hơn một nửa thành phần vật liệu để làm phim là từ collagen. Đây là cách tạo ra các bức ảnh. Phim được làm từ nhiều chất tạo ra màu sắc và hấp thụ ánh sáng để giữ lại hình ảnh trên bề mặt phim. Nếu tỷ lệ những chất hóa học này không cân đối, bức ảnh sẽ không đẹp. Collagen có tính chất trong và dai, đóng vai trò là nền cho bức ảnh. Vì thế chúng tôi là những chuyên gia về nghiên cứu collagen. Khi máy chụp ảnh kỹ thuật số trở thành tiêu chuẩn, công ty này đã nghĩ các cách để kiếm tiền từ các công nghệ phim của họ. Đó là lúc họ nhận ra rằng nhiều mỹ phẩm dùng collagen. Collagen họ dùng có độ tinh khiết cao. Nó có đắt không? Rất đắt. Chỗ này giá bao nhiêu? Xin lỗi, đó là bí mật. Collagen không chỉ là những chất liên quan đến phim mà đang được dùng trong mỹ phẩm. Công nghệ chống tia UV cũng rất quan trọng trong việc giúp bức ảnh không bị mờ đi. Như khi bôi kem chống nắng để bảo vệ da khỏi tia UV. Cái này không được bảo vệ, còn cái này được bảo vệ. Công nghệ chống tia UV của họ được dùng để phát triển kem chống nắng. Đây là một thí nghiệm. Chúng tôi bôi kem chống nắng lên mẩu giấy. Nó chuyển màu xanh khi gặp tia UV. Trong khi đó, mẩu giấy bên phải có lớp bảo vệ khỏi tia UV, nhưng mẩu giấy bên trái thì không. Chúng ta chiếu tia UV vào chúng. Các tia UV chiếu vào hai mẩu giấy trong 3 phút. Mẩu giấy có kem bảo vệ ngăn tia UV và vẫn trắng. Đây là một ví dụ khác về công ty dùng những công nghệ hiện có để dẫn lối đến một lĩnh vực mới. Tôi chưa bao giờ để ý là chai nước nóng và đồ bơi làm từ cùng một loại vật liệu. Và tôi nghĩ là tôi cũng có thể nghĩ ra được nhiều thứ dùng cùng một vật liệu đấy. Tôi cũng không biết rằng kem đánh răng được cho vào tuýp giống với tuýp keo sửa xe đạp. Một số công ty nổi tiếng với những lĩnh vực phát triển sau hơn là lĩnh vực ban đầu. Đúng vậy. Với tôi thì tôi thấy máy làm cơm sushi rất thú vị. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được có thể làm được điều đó. Điều thú vị là các linh kiện tương tự như là máy quay đĩa than biến thành đĩa sushi. Đó là một thay đổi rồi. Với những công ty có lịch sử lâu đời, quan trọng là họ tìm được cách tồn tại theo sự thay đổi của thời đại. Và khi mọi thứ được số hóa, nhu cầu về các sản phẩm như máy quay đĩa, phim chụp ảnh liên tục giảm xuống. Vâng, đúng rồi. Và chúng ta có một ví dụ nữa về sự chuyển đổi này. Đó là
là một công ty điện thoại ở Phần Lan, gọi là Nokia, trước khi họ tham gia lĩnh vực điện thoại di động vào thập niên 90. Họ đã từng sản xuất ủng robot này, điện tử gia dụng và máy vi tính nữa. Và hiện nay, họ tập trung vào các thiết bị liên lạc. Thế nhưng, họ vẫn sản xuất ủng robot đấy. Đó là lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng sự sinh tồn của các công ty cần đến nhiều ý tưởng và kiến thức khác nhau. Thông tin trên đã khép lại Nhật Bản ngày nay tuần này. Chúng tôi vẫn còn nhiều thông tin thú vị để chia sẻ với quý vị vào tuần tới. Kính mời quý vị chú ý đón xem.